Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang quan tâm theo dõi kênh YouTube của Mark Home. Quý vị thân mến, ngày hôm nay Ngọc Huyền sẽ giới thiệu với quý vị một mẫu công trình nhà vườn mái thái một tầng thiết kế theo phong cách Tân cổ điển được chúng tôi thiết kế và thi công cho gia đình của nhà anh Trường có địa chỉ tại Sông Lô, Vĩnh Phúc. Và trước khi đi vào chi tiết về công trình này, xin mời quý vị hãy cùng tìm hiểu đôi nét về Mark Home. Quý vị thân mến, Mark Home là một trong những đơn vị thiết kế và thi công trọn gói hàng đầu tại Việt Nam. Và Mark Home của chúng tôi thì có cung cấp tất cả các sản phẩm và các gói dịch vụ như thiết kế và thi công trọn gói, tư vấn về phong thủy, sản xuất và phân phối vật liệu xây dựng. Và với phương châm giá trị tạo nên thương hiệu thì chúng tôi đã xây dựng được khá là nhiều những tổ ấm cho quý vị khách hàng trên toàn quốc. Và hiện tại thì quý vị đang theo dõi kênh YouTube của Mark Home. Và tại kênh này thì này, đầu tiên là quý vị có thể xem qua đôi nét về cái giới thiệu của Mark Home của chúng tôi nhé. Đầu tiên thì khi đây bên trên là chúng tôi có rất là đầy đủ các thông tin, ví dụ như là các cái hệ thống của Mark Home trên toàn quốc này, ở miền Bắc này, miền Trung, miền Nam, Tây Nguyên, Bình Dương và khu vực miền Tây. Hiện tại thì chúng tôi đang có triển khai xây dựng là một cái khu vực trụ sở ở Thanh Hóa nữa. Và quý vị cũng có thể hoàn toàn là tìm hiểu về Mark Home thông qua các cái link, ví dụ như trang website này, rồi là Facebook này, Messenger này, Zalo và email. Và quý vị cũng có thể liên hệ tới Mark Home của chúng tôi thông qua các số hotline như 0964458888 hoặc 0924099999 hay 0828133333. Và tất cả các số này thì đều có nhân viên của chúng tôi túc trực 24/24 sẵn sàng phục vụ quý khách hàng khi cần. Bởi vì ở tại Mark Home thì có những khách hàng không phải chỉ ở Việt Nam mà ngay cả ở bên nước ngoài nữa, do múi giờ chênh lệch, chính vì thế mà chúng tôi cũng luôn luôn đảm bảo được đội ngũ nhân sự để có thể sẵn sàng phục vụ quý khách. Trên kênh YouTube mà quý vị đang theo dõi ở đây thì chúng tôi có đăng tải rất là nhiều những hoạt động của Mark Home này, rồi là những cái công trình 3D mà chúng tôi thiết kế, và ngoài ra là những cái công trình thực tế này mà chúng tôi đã thiết kế và thi công trọn gói xong rồi. Thì quý vị có thể vào đây để ngắm nhìn và tham khảo những cái mẫu nhà đẹp nha. Và ngoài kênh YouTube thì chúng tôi sẽ còn có thêm rất nhiều các trang web. Như quý vị có thể là truy cập vào trang web với tên miền là thiết kế thi công trọn gói.com. Và ở đây thì chúng tôi cũng đã có đăng tải là cũng khá là nhiều những cái chương trình ưu đãi của Mark Home này. Và phía dưới là những cái công trình mà chúng tôi đã thiết kế. Đấy, cũng như là những cái mẫu công trình mà chúng tôi đã thiết kế và thi công trọn gói xong rồi. Và ở mỗi công trình thì chúng tôi đều có đăng tải đầy đủ này, hết tất cả những cái giá trị của cái mẫu công trình để quý vị có thể là tham khảo cũng như là chuẩn bị cái tầm tài chính cho bản thân mình. Và ngoài ra thì Mark Home của chúng tôi thì cũng còn có cái xưởng sản xuất về nội thất này, trực tiếp sản xuất nội thất cho quý vị khách hàng, nên là quý vị có thể là nhận được một cái mức giá với mức chiết khấu ưu đãi nhất. Và ở phía dưới thì sẽ là những cái phần hệ thống chi nhánh đầy đủ của Mark Home nhé. Ở miền Bắc thì sẽ là tòa nhà Mark Home 180 đường Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Ở miền Trung thì sẽ là 28 Hà Hoàng, Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh. Miền Nam là tòa nhà Mark Home số 162-164 đường Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Ở tại khu vực Thanh Hóa thì sẽ là 115 quốc lộ 47, thôn 1, xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ở Mark Home Đà Nẵng là 161 Phạm Vấn, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng. Và ở khu vực Tây Nguyên thì sẽ là số 34 quốc lộ 14, xã Hòa Khánh, thành phố Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk. Ở tại Bình Dương thì sẽ là 578H trên 8 tổ 6, ấp Phú Nhuận, xã Phú An, thị xã Bến Cát, Bình Dương. Tại khu vực Cần Thơ là 1516 Mai Chí Thọ, Phú Thứ, Cái Răng, Cần Thơ. Và khu vực Cà Mau thì sẽ là quốc lộ 1A, chợ Nhà Phấn, Thạch Phú, Cái Nước, Cà Mau. Và nếu như một quý vị nào ở gần khu vực này ạ thì có thể qua cái hệ thống chi nhánh của chúng tôi để trực tiếp tham quan này, về trụ sở này, cũng như là những cái đồ nội thất này, vật tư vật liệu mà chúng tôi đã xây dựng và trưng bày ở đó, cũng như là được gặp gỡ các kiến trúc sư để có thể tư vấn cụ thể. Ngoài ra thì chúng tôi cũng còn có thêm một trang web khác với tên miền là markhomegroup.vn. Và tại kênh này thì sẽ có đăng tải đầy đủ tất cả những cái hoạt động của Mark Home. Đây là những cái phần bàn giao nhà mới này, đầu năm của chúng tôi. Và đây là giới thiệu đôi nét về Mark Home, là có chi nhánh rộng khắp cả nước này, hệ sinh thái trọn gói ngành xây dựng đạt tiêu chuẩn chất lượng châu Âu. Và tại Mark Home của chúng tôi thì có những đội ngũ chuyên gia và cố vấn từ nước ngoài sẽ làm việc cùng với đại đội ngũ thanh tra để kiểm tra và giám sát công trình cho khách hàng, đảm bảo làm sao để đạt tiêu chuẩn châu Âu nhé. Và bên cạnh đó thì sẽ có thêm những bậc thầy phong thủy. Và chúng tôi tự hào là một trong những đơn vị mà có thầy phong thủy được làm việc trực tiếp tại công ty. Quý vị đã biết rồi, đã cái kinh phí mà để mời được một thầy phong thủy về trực tiếp làm việc hàng ngày tại công ty thì không phải là một cái kinh phí nhỏ đâu ạ.
Mà bên cạnh đó thì bà Mắc Hùng chúng tôi đã rất là đầu tư khi mời khá nhiều các bậc thầy về nữa. Thì khi mà có thầy phong thủy làm việc trực tiếp tại công ty rồi thì thầy phong thủy sẽ bàn bạc này, cũng như là lên kế hoạch này, phương hướng cùng với các kiến trúc sư nữa, làm sao để có thể đảm bảo cho quý vị khách hàng trong quá trình thiết kế sẽ có một cái ngôi nhà hợp với công năng, cũng như là đảm bảo về mặt phong thủy, mang đến nhiều tài lộc cũng như là vượng khí. Và trên trang web này của chúng tôi thì cũng có đăng tải những cái mẫu công trình nhà đẹp, ví dụ như là những mẫu công trình 3D này, đều có giá cả rất là minh bạch nhé, phải được cập nhật hàng ngày. Rồi có những công trình mà chúng tôi, công trình thực tế đấy, chúng tôi đã thiết kế rồi. Rồi là thi công nội thất này, xưởng sản xuất giá tận gốc nha. Đây là những cái đánh giá của khách hàng về Mắc Hùng của chúng tôi, cũng như là một số những cái kinh nghiệm làm nhà. Quý vị có thể hoàn toàn tham khảo qua. Và ngoài ra Mắc Hùng của chúng tôi sẽ còn có xây dựng thêm một trang web khác, đó chính là vật liệu xây dựng mắc hùng.vn. Và ở cái trang web này chúng tôi có đăng tải tất cả những cái sản phẩm mà hiện tại Mắc Hùng của chúng tôi này trực tiếp sản xuất hoặc là phân phối độc quyền, như là cái phần sơn cao cấp Mắc Hùng này, có sơn ngoại thất, nội thất, sơn lót này, về phần bột bả này, có bột bả ngoài trời này và bột bả trong nhà. Thiết bị vệ sinh thì rất là nhiều, như là bồn cầu, bàn đá, chậu lavabo, bồn tắm, vòi lavabo, si phông, vòi xịt, sen cây. Về thiết bị chiếu sáng thì có đèn trong nhà, đèn ngoài trời. Đấy, rồi rất nhiều các thiết bị điện này, mái ngói này, gạch ốp lát, keo dán gạch, cửa nhựa composite và sàn hộp. Đây, khi mà quý vị tới xuống dưới một chút nhá. Đây là tất cả những cái dòng sản phẩm mà Mắc Hùng của chúng tôi. Chúng tôi sản xuất là sơn này. Đấy, rồi là keo silicone này. Và những cái dòng sản phẩm này thì đây chúng tôi đều có đăng tải hết tất cả những cái giá thành ở phía bên trên đó, để quý vị có thể là tham khảo qua. Và những cái loại vật liệu của Mắc Hùng này để chúng tôi sản xuất ấy, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm nhé, là khi mà quý vị làm việc thì sẽ được nhận được một cái mức giá ưu đãi trực tiếp từ nhà máy, không thông qua trung gian. Nên là chúng tôi đảm bảo là quý vị sẽ có một cái mức giá chiết khấu và nhận được một cái mức giá thành rẻ nhất trên thị trường hiện nay. Bên cạnh đó thì lại chất lượng lại vô cùng đảm bảo nhé. Và có những cái loại, ví dụ như phần ngói này, thì chúng tôi đảm bảo là chúng tôi bảo hành lên đến tận là 20 năm cơ. Rồi là chế độ hậu mãi, rất là nhiều những cái ưu đãi nữa. Thì nếu mà quý vị nào mà đang có nhu cầu chẳng hạn ấy, thì có thể là liên hệ trực tiếp nhé. Đây, chúng tôi cũng có cái số hotline để hỗ trợ này, cũng như là cái số để quý vị có thể mua hàng là 092 184 5555. Và vừa rồi thì tôi đã giới thiệu với quý vị là toàn bộ những cái thông tin về Mắc Hùng. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta hãy cùng quay trở lại với công trình chính trong ngày hôm nay nhé. Quý vị thân mến, và quay trở lại với công trình của gia đình nhà anh Trường ngày hôm nay ạ. Đây là một mẫu công trình được thiết kế theo phong cách tân cổ điển. Phong cách tân cổ điển là gì ạ? Đây là một phong cách hòa trộn giữa phong cách hiện đại và phong cách cổ điển. Chính vì thế mà nó tạo cho ngôi nhà một cảm giác rất là mềm mại, hài hòa. Nó sẽ có những cái đường nét vuông thành sắc cạnh của phong cách hiện đại và cũng có những cái phào chỉ hoa văn rất tinh tế nhẹ nhàng trên một số những cái diện tường hệ cột mang đậm phong cách cổ điển nha quý vị. Và chính hai phong cách này nó hòa trộn với nhau thì khi mà quý vị nhìn thấy cái ngôi nhà của chúng ta nhìn nó rất là tinh tế và nó sẽ thể hiện được cái đẳng cấp của gia chủ. Và chúng ta thì sẽ có những điểm nhấn nhẹ nhàng ở một số những cột trụ chính này, rồi là cột giả của công trình, những cái đường phào chỉ. Và thậm chí là ở ngay cái khu vực phiền cửa sổ nhá, cũng có những cái phần phào chỉ này. Và ở bên trên khu vực phần mái của chúng ta ấy, thì sẽ có những cái họa tiết hoa văn trang trí. Ví dụ như là đây là cái vòm mái sảnh này, được thiết kế uốn cong này, rồi có thêm những phần cửa sổ mái này và những cái con tiện bê tông được sơn trắng nữa. Và tất cả những điều đó thì nó làm cho ngôi nhà của chúng ta vô cùng nổi bật nha quý vị. Và xét về màu sắc thì ở công trình này của chúng ta thì có những cái gam màu nó rất là đơn giản, nó không quá là cầu kỳ màu mè gì cả. Ở đây thì với những cái gam màu như là màu trắng này, rồi màu xám ghi này sẽ nằm ở bên trên khu vực phần mái của chúng ta. Rồi là cái màu xanh ghi nữa, màu xanh ghi thì sẽ nằm ở trên khu vực là cái phần mái ngói nha quý vị. Và ngoài ra thì sẽ có thêm một chút cái màu xám ghi, nó sẽ nằm ở cái phần đá trẻ ốp tường ở phía dưới chân công trình. Tất cả những cái điều này thì ngôi nhà chúng ta trở nên khỏe khoắn hơn này, đẹp hơn này, và nhìn của nó thì có một cảm giác nó vô cùng thanh lịch. Một cái đặc điểm mà chúng ta cần phải chú ý đến cái ngôi nhà này đó chính là cái hệ mái của chúng ta. Đây là cái hệ mái Thái nha quý vị. Mái Thái thì giống như tên gọi của nó thôi, đây là một cái loại mái mà được xuất phát từ đất nước Thái Lan.
Và đặc điểm của cái loại máy này đó chính là cái độ dốc mái nó rất là lớn. Và chính vì như thế mà nó sẽ giúp là khi mà có nước mưa ấy, phía bên trên nó rơi xuống thì nó sẽ nhanh chóng thoát và không bị ứ đọng ở bên trên phần mái. Và đặc biệt thì khi mà chúng ta xét về cái yếu tố mặt phong thủy ấy, thì nó lại rất là tốt. Với lại cái phần chóp mái nó được thiết kế khá là nhọn. Chính cái điều này thì nó sẽ giúp là tránh được những cái tích tụ ở cái hung khí trong căn nhà của chúng ta. Nên là thường thường ngày xưa khi mà quý vị nhìn thấy ở những cái ngôi nhà xa xưa rồi đấy, thì các cụ này, các bà này hay sử dụng những cái phần mái thái nó rất là cao. Và đến cái thời đại ngày nay thì có rất là nhiều những cái hình thái khác nhau này, những cái loại mái khác nhau này, thì nhưng mà cái loại mái thái của chúng ta thì vẫn giữ vững được cái vị thế của mình nha quý vị. Mái thái thì nó sẽ có rất là nhiều ưu điểm, nhưng mà tuy nhiên bên cạnh đó thì nó cũng sẽ có một số những nhược điểm mà quý vị nên lưu ý. Đầu tiên đó chính là về quý vị nhìn thấy này, cái mái thái bao giờ nó thiết kế rất là cao. Chính vì vậy mà cái để mà thiết kế được một ngôi nhà mái thái đẹp ấy, thì cần phải đội thợ tay nghề đó, người ta có năng lực này, và những cái chi tiết nó khá là cầu kỳ chứ nó không giống như mái bằng hay mái Nhật, nên là phải có những đội thợ lành nghề thì mới tạo nên một cái hình khối cái huệ mái nó rất là đẹp. Còn nếu như mà tay nghề thấp chẳng hạn thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái vẻ đẹp thẩm mỹ của công trình nha quý vị. Và bên cạnh đó, mái thái của chúng ta thì nó chính vì cái độ dốc mái cao sẽ phải mất khá là nhiều nguyên vật tư vật liệu để chúng ta có thể thi công này. Và cái mái thái này thì nó sẽ có cái mức giá thành ấy, nó khoảng tầm giống như một cái căn nhà 2 tầng vậy. Cho nên là quý vị nhớ cân nhắc nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu hơn một chút về chi tiết về công trình này. Như tôi cũng vừa giới thiệu với quý vị là toàn bộ cái phần chân đế công trình của chúng ta ấy, thì sẽ được sử dụng bằng chất liệu đó chính là đá trẻ để bảo vệ chân công trình này khỏi hiện trạng như là rêu mốc hay nứt vỡ. Và công trình này thì được thiết kế với lại bậc ngũ cấp đi lên, bao gồm 5 bậc. Như quý vị đã biết đấy ạ, đối với những cái công trình mà đặc biệt là ngôi nhà một tầng nhé, thì tôi khuyên quý vị là chúng ta nên thiết kế làm sao nó cái phần đế ấy, nó càng cao thì càng tốt. Bởi vì mà khi mà chúng ta thiết kế cái bậc ngũ cấp nó cao lên á, thì nó sẽ giúp cân đối này giữa phần đế này, phần thân này và phần mái này. Đặc biệt thì nó sẽ giúp là cái điều hòa không khí và thông gió cho căn nhà nó tốt hơn. Và bên cạnh đó thì khi mà thiết kế với hệ mái thái á, nó sẽ còn có một cái tác dụng về mặt phong thủy rất là lớn, tượng trưng cho thuyết về ngũ hành như là kim này, thủy, mộc, hỏa, thổ, rất là tốt cho phong thủy. Và đây là một căn nhà vườn, cho nên là các kiến trúc sư của chúng tôi thì cũng có ưu tiên bố trí thêm một số những cái bồn hoa, bồn cây nằm ở vị trí phía trước công trình. Và những cái bồn hoa này thì nó sẽ giúp làm tăng thêm vẻ đẹp cho ngôi nhà, giúp ngôi nhà của chúng ta thêm hòa nhập với thiên nhiên. Tuy vậy thì qua một cái quá trình thời gian sử dụng ấy, do phải tiếp xúc trực tiếp với các điều kiện thời tiết này như nắng mưa thất thường, đồng thời thì các vật liệu như là đất cát nước này tồn đọng khá lâu ngày. Chính vì vậy mà nó hay xảy ra cái tình trạng như là mục này, nứt nẻ này, thẩm thấm trong khu vực bồn hoa. Chính vì vậy mà quý vị nên có những cái biện pháp để chúng ta có thể là xử lý chống thấm nhá. Hiện nay thì có rất là nhiều cái cách để chúng ta có thể xử lý chống thấm khác nhau. Đầu tiên là quý vị cũng có thể là chắt dày ở phía bên trong lẫn bên ngoài này. Sau đó thì có thể mua thêm những cái hộp nhựa về đổ đất vào để trồng cây. Cái cách thứ hai là có thể là sử dụng là những cái phần như là nhựa đường này, rồi là kiểu đổ một cái lớp silica gì đó. Và cũng có rất là nhiều cách nhé, miễn sao là quý vị có thể đảm bảo được cái quá trình chống thấm trong ngôi nhà. Và nhớ là lưu ý kỹ đội thợ nhé. Tiếp theo ạ, đó chính là phần cột trụ của công trình này. Thì ở đây sẽ sử dụng với lại hai thức cột. Riêng cái phần sảnh chính này ạ, thì sẽ là sử dụng thức cột đôi. Là chúng ta sẽ có hai cái phần cột trụ tròn ở phía bên trên. Ở phía dưới của chân cột thì sẽ là thống nhất thành một cái khối hình vuông. Như thế thì nó sẽ tạo cho công trình của chúng ta thêm một cái điểm nhấn ấn tượng này, cũng như là tạo một cái sự bề thế hơn, khỏe khoắn hơn, vững chãi hơn. Còn lại thì toàn bộ cái phần đây, cái cột giả đó, thì nó sẽ nằm ở một số những cái mảng tường, thì nó sẽ là được thiết kế theo cái thức cột vuông như quý vị. Và khi mà chúng ta sử dụng đan xen những cái khối cột như là cột tròn, cột vuông này, nó sẽ thể hiện cho cái sự hòa hợp âm dương giữa trời và đất. Người ta có câu là trời tròn đất thì vuông. Về cửa chính của công trình này thì thường thường là đối với những cái công trình mà mang màu sắc tân cổ điển thì gia chủ luôn luôn ưu tiên sử dụng những cái loại là gỗ tự nhiên. Những cái loại gỗ như thế này thì nó sẽ thể hiện được cái đẳng cấp của gia chủ, và cũng tùy vào cái tầm tài chính của mỗi gia đình thôi mà chúng ta sẽ có thể là lựa chọn khá là nhiều những cái loại gỗ khác nhau.
có những cái loại gỗ nó rất là quý. Và nếu như mà quý vị nào mà muốn có thể là giảm thiểu được cái chi phí cho công trình ấy, thì cũng có thể là tham khảo qua một loại vật liệu khác, đó chính là loại cửa thép giả vân gỗ. Đối với cái loại cửa này thì chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm này. Đầu tiên nhá, là cái về cái cảm quan phía bên ngoài thì khi mà quý vị nhìn vào ấy, nó không có khác gì so với gỗ tự nhiên cả. Nhưng mà bên cạnh đó thì nó sẽ chống được hết tất cả mọi cái nhược điểm của gỗ tự nhiên, như là chống mối mọt này, chống cong vênh, chống cong ngót vô cùng tốt. Và đặc biệt thì giá thành lại còn vô cùng rẻ nữa, thời gian thì sử dụng rất là lâu dài. Nên là nếu như mà trong thời gian sắp tới á, mà quý vị nào có ý định xây nhà thì cũng thể tham khảo chính các loại vật liệu này cho công trình của mình nhé. Còn lại thì toàn bộ phần cửa phụ, cửa sổ này và cửa đi thì đều được sử dụng với chất liệu đó chính là cửa khung nhôm kết hợp cùng với kính cường lực. Nói về cửa khung nhôm và kính cường lực thì chúng ta cần phải lưu ý đến 3 yếu tố. Yếu tố đầu tiên thì đó chính là cái phần khung nhôm bảo vệ ở phía bên ngoài này. Có rất là nhiều chất liệu và độ dày khác nhau, ví dụ nhôm sinh pha này, nhôm Việt Pháp, nhôm PMA, nhôm hệ 45, hệ 55. Cái thứ hai đó chính là cái phần kính, bao gồm là kính cường lực này, kính hai lớp hay là kính phản quang. Và cái thứ ba đó chính là phần phụ kiện, bao gồm là hệ thống tay nắm cửa này, bản lề hay cao liên kết. Và cũng tùy vào cái mức độ tài chính của mỗi gia đình thôi mà chúng ta sẽ lựa chọn những loại nguyên vật liệu khác nhau, từ bình dân cho tới cao cấp để đảm bảo được kết cấu cho công trình. Và đó chính là cái góc nhìn chính diện của ngôi nhà này nhá. Đây là một cái ngôi nhà được thiết kế theo kiểu dạng nhà ngang đấy ạ. Chính vì thế mà cái chiều ngang nó sẽ lớn hơn cái phần chiều sâu rất là nhiều. Và khi mà chúng ta nhìn tổng thể ấy, thì ở ngôi nhà này phía ở phía trước thôi nha, thì chúng ta đã có hai sảnh rồi, một khu vực sảnh chính và một khu vực sảnh phụ. Và riêng cái phần khu vực sảnh phụ này thì chúng tôi có bố trí là ở phía bên cạnh một cái dàn mái tre đấy ạ. Ở dưới thì có để thêm những cái bộ bàn ghế để chúng ta có thể ngồi thưởng trà này và ngắm trọn vẹn toàn bộ tầm view của ngôi nhà. Và cái không gian khu vực sảnh phụ này thì sẽ đi thẳng vào cái nơi khu vực bếp của gia đình nha quý vị. Và đây, khi mà nhìn vào cái bức ảnh này thì chúng ta thấy được rằng là ở ngôi nhà này của chúng ta sẽ còn có thêm một khu vực công trình phụ nữa ở phía bên cạnh nữa. Thì đây cũng sẽ là một cái phần bếp phụ để có thể là bố trí thêm được nhiều công năng. Và khi mà chúng ta nấu những cái đồ ăn có mùi chẳng hạn thì có thể là mang ra khu vực bếp phụ này để nấu nha quý vị. Đây chính là cái khu vực bếp của chúng ta này. Bếp phụ thì sẽ có thiết kế đơn giản hơn, nó với lại cái hệ máy bằng ở phía bên trên. Và xung quanh thì sẽ được sử dụng toàn bộ bằng kính cường lực hết và cửa khung nhôm để lấy được tối đa ánh sáng tự nhiên từ phía bên ngoài. Và có thể là giúp là căn bếp của chúng ta luôn luôn được trở nên thông thoáng nha quý vị. Đây là cái góc nhìn mặt bên của công trình này. Quý vị nhìn thấy không? Với cái phần mặt bên thôi nha, chúng tôi cũng nhấn nhá thêm một số những chi tiết này. Ví dụ như ở trên phần mái này, cũng có thêm những cái phần cửa sổ mái này, rồi là những cái con tiện bê tông này. Gam màu sắc thì được phối cũng rất là hài hòa nha. Quý vị thân mến, và đó là toàn bộ cái phần 3D ngoại thất phía bên ngoài của công trình. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần tiếp theo nhé. Ở ngôi nhà này của chúng ta thì sẽ có sử dụng thêm cái gói dịch vụ, đó là chính là thiết kế về nội thất nữa. Cho nên là các kiến trúc sư của chúng tôi thì đã thiết kế cho chủ một cái không gian làm sao mà nó sẽ trở nên một cái cách rất là sang trọng. Và đặc biệt thì nó sẽ, cái phong cách này thì nó sẽ trở nên nó tối giản thôi. Đấy, để cho gia chủ chúng ta nó thể hiện một cái nét đẹp rất là tinh tế và cái gu thẩm mỹ của gia chủ. Đây là khu vực phòng khách của gia đình này. Thì chúng tôi có bố trí một cái bộ bàn ghế sofa làm chất liệu da kết hợp cùng với gỗ tự nhiên. Và ở phía đối diện này thì sẽ là một cái kệ tivi nha quý vị. Đây, kệ tivi thì rất là đẹp rồi. Có một tivi lớn này để đáp ứng được đầy đủ nhu cầu giải trí này. Và bên trên thì với đó là những cái hộc tủ để những đồ đề co trang trí, rồi những chai rượu quý nữa. Một cái không gian vô cùng đẹp. Và khi mà quý vị thiết kế nội thất ấy, thì chúng tôi đã đo đạc sẵn sàng rồi từng những kích thước, ví dụ như là kích thước của cái tủ, cái kệ tivi này là bao nhiêu này, chiều cao bao nhiêu, chiều rộng bao nhiêu, rồi là kích thước các ô như thế nào, thì rất là đầy đủ nha. Và khi mà quý vị có thiết kế và thi công chọn gói ấy, thì không phải chỉ có cái phần kiến trúc phía bên ngoài đâu, mà phần nội thất cũng thế. Quý vị chỉ cần thi công nội thất thôi thì là chúng tôi cũng sẽ là miễn phí 100% cái phần thiết kế của công trình nha quý vị. Và đặc biệt thì ở bên Mark Home của chúng tôi thì sẽ có một cái xưởng sản xuất về nội thất riêng, cho nên là chắc chắn rằng là khi mà quý vị làm thi công chọn gói cùng với Mark Home á, thì sẽ nhận được một cái mức giá chiết khấu ưu đãi nhất và không thông qua các khâu trung gian nha. Nên là quý vị có thể hoàn toàn yên tâm. Không gian phòng khách này, quý vị nhìn thấy không? Cái khu vực mà để kết nối giữa cái phòng khách và cái phòng bếp ở phía bên trong ấy, nó sẽ tách biệt bởi một cái phần lam. Cái phần lam này thì nó đảm bảo được cái yếu tố là chia cắt được các không gian. Và bên cạnh đó thì nó cũng sẽ giúp được cái yếu tố là kín đáo, tránh trực tiếp từ ngoài phòng khách nhìn thẳng phía bên trong bếp. Và lúc nào nó cũng trở nên rất là thông thoáng và nó có sự đồng nhất.
Đấy, toàn bộ không gian phòng khách này rất là sang trọng, hiện đại. Bên trong là có một bộ bàn ăn này dành cho 6 người này, rồi phần tủ bếp thiết kế theo hình chữ L. Đây, quý vị nhìn thấy không ạ? Bộ bàn ăn vô cùng sang trọng nha. Ở đây thì sẽ là cái khu vực bồn rửa này, rồi là bếp nấu này, tủ lạnh này. Ở đây thì sẽ được thiết kế rất là cao. Và có rất là nhiều cái hộc tủ nữa để có thể là cho không gian bếp luôn luôn gọn gàng. Còn đây là vị trí giường ngủ của gia đình. Không gian phòng ngủ thì sẽ được thiết kế theo cái tông màu gỗ, nó trầm ấm. Nó sẽ trở nên, cái không gian nó trở nên ấm cúng hơn. Và khi mà chúng ta nghỉ ngơi trong không gian này ấy, thì nó sẽ có một cảm giác vô cùng dễ chịu. Toàn bộ phần nội thất thì đều được sử dụng bằng chất liệu gỗ nha quý vị. Phía bên cạnh này, đối diện thì này sẽ là cái khu vực tivi, rồi là bàn trang điểm. Nói chung là có rất là đầy đủ. Còn đây thì sẽ là cái phòng mà dành cho các bé. Chúng tôi cũng có thiết kế này một cái không gian mà đây bên này có sẽ có hai cái giường đôi để cho các bé, thì mỗi bé một giường. Những không gian xung quanh thì nó sẽ mang một cái màu sắc nó sẽ tươi sáng hơn, nó rất là phù hợp với lại những cái tính cách của trẻ em trong nhà. Đấy, rồi phía bên trên này, ngay cả những cái đèn chùm nhá, đấy, cũng được thiết kế khá là cách điệu. Đấy, phía trước này thì sẽ là khu vực bàn học này. Đây là những cái phòng ngủ khác của công trình. Rồi, đây là khu vực nhà vệ sinh này. Nhà vệ sinh thiết kế theo cái tông màu tối giản thôi. Và những cái đồ đạc nội thất này chủ yếu là những cái hình khối vuông, làm cho cái căn khu vực vệ sinh của chúng ta thì nó trở nên dễ chịu hơn. Đây là góc nhìn từ phía bên trên xuống nhá. Và bên trong này cũng có thêm một cái khu vực vòi tắm sen ấy, có cái vách ngăn kính ở đây để ngăn cách nước bắn ra ngoài khi mà chúng ta sử dụng vòi tắm. Đó là toàn bộ phần nội thất. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với lại cái phần ảnh 3D hiện trạng công trình. Hôm mà chúng tôi về trực tiếp với gia đình của nhà khách hàng để có thể là khảo sát, tư vấn, đo đạc và ký kết hợp đồng thiết kế, thì chúng tôi cũng có chụp lại một số hình ảnh cũng như là có thêm một cái video nha quý vị. Đây, cái video này thì sẽ quay lại cái không gian xung quanh của cái công trình này của chúng ta. Có thể thấy là công trình này đã khá là cũ và xuống cấp rồi. Cho nên cái việc là xây dựng một cái công trình mới ở cái vị trí thế này thì đây là một cái việc làm rất là cần thiết và phù hợp nha quý vị. Đấy, toàn bộ không gian phía trước nhà này, đấy, phía bên cạnh này. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu vào chi tiết về công trình này thông qua bộ hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công của công trình. Quý vị thân mến, và khi mà chúng ta nhìn vào cái bộ hồ sơ thiết kế kỹ thuật này thì ta sẽ thấy được rằng là chủ đầu tư của chúng ta là anh Khổng Quang Trường, địa điểm tại Tân Lập, Sông Lô, Vĩnh Phúc. Và đây là cái mục lục bản vẽ kiến trúc của công trình. Ta thấy được rằng là ở trong cái bản hồ sơ này của chúng ta thì sẽ có tổng cộng là 45 mục chính tất cả. Và 45 mục chính này thì chúng ta còn có rất là nhiều những cái mục phụ phía bên trong nữa. Có thể thấy được rằng là cái bộ hồ sơ thiết kế của Mark Home thì rất là chi tiết nha quý vị. Ở đây chúng ta cũng có thể thấy được rằng là nó sẽ bố trí này từng những cái phần quan trọng như là mặt bằng này, mặt đứng này, mặt cắt này, một số những chi tiết về kiến trúc này, nhà vệ sinh này, chi tiết cửa này, rồi là mặt bằng lát sàn và trần đèn. Còn đây thì sẽ là cái phần mặt bằng định vị công trình của chúng ta. Thì thấy được rằng là các kiến trúc sư của chúng tôi dựa trên một khuôn viên đất khá là rộng thì cũng đã thiết kế làm sao để vừa vặn với khu vực đất của gia đình nhá, và vẫn để những cái khoảng không rất là thông thoáng để có thể là có không nơi vui chơi này, khu vực để xe này, khu vực sinh hoạt. Quý vị thân mến, và đây thì sẽ chính là cái phần nội thất phía bên trong của công trình. Đầu tiên chúng ta sẽ cần phải đi tìm hiểu về cái thông số kỹ thuật này trước ạ. Ở đây là một căn nhà ngang cho nên là bao giờ cái chiều ngang nó sẽ lớn hơn rất là nhiều. Và đây chúng ta sẽ có cái chiều ngang mặt trước là 23m, còn chiều sâu của công trình thì sẽ là 12,3m. Như vậy chúng ta sẽ có tổng diện tích cho cả công trình này rơi vào khoảng tầm là 282m2 quý vị. Và cái khu vực này đã tính cả cái phần cái công trình phụ ở phía bên cạnh rồi nhá. Từ khu vực sảnh chính này, đấy, đầu tiên để chúng ta bước vào thì bên trong sẽ chính là khu vực phòng khách của chúng ta. Bên chợ đây thì sẽ là cái nơi mà chúng ta để dành để tiếp khách này, có một bộ bàn ghế sofa này, đối diện là một kệ tivi này. Tiếp theo ngay sau bên cạnh thì sẽ là khu vực phòng bếp hoàn kết hợp với nhau. Tủ bếp theo hình chữ L, bộ bàn ăn này dành cho 6 người và có thể bố trí thêm một bàn đảo ở đây nữa. Từ đây sẽ đi ra khu vực sảnh phụ nha. Và bên cạnh thì sẽ có một cái khu vực bàn trà. Bên trong căn nhà này thì sẽ có tổng cộng ở đây, và như tôi nhìn thấy là 4 phòng ngủ tất cả. Trong đó thì chúng ta sẽ có này, phòng ngủ 1 là một phòng ngủ có một nhà vệ sinh khép kín ở phía bên trong.
Phòng ngủ số 2 thì sẽ là phòng ngủ thường. Phòng ngủ số 3 thì chúng ta sẽ lại có thêm một khu vực nhà vệ sinh riêng biệt ở phía bên trong nữa. Và phòng ngủ số 4 thì lại là phòng ngủ thường. Và cái khu vực nhà vệ sinh chung ấy, ở bên trên cái không gian chính này thì nó sẽ nằm ở vị trí này nha quý vị. À, tiếp theo chúng ta sẽ có một cái phần sảnh này để kết nối liên thông giữa hai không gian ngôi nhà chính và khu vực công trình phụ ở phía mặt bên. Thì ở phía công trình phụ này chúng tôi đã có thiết kế thêm một cái khu vực bếp phụ nữa, cũng là bộ bàn ăn nó sẽ lớn hơn, dành cho khoảng tầm 8 người. Và đây cũng có thể là cái không gian mà để nếu mà trong gia đình chúng ta sau này có tiệc tùng chẳng hạn thì cũng có thể tổ chức ở đây. Và ở phía cuối này thì chúng ta sẽ có một khu vực nhà vệ sinh chung cho cả cái khu vực bếp phụ này. Và ở ngay phía sau ấy sẽ có một cái lối đi vào cái không gian nhà kho để đồ nhá, cho căn nhà của chúng ta thêm gọn gàng hơn. Và căn nhà này chúng ta thấy được rằng là có rất là nhiều cái lối chúng ta có thể tiếp cận. Ở khu vực sảnh chính này, sảnh phụ này, rồi cái khu vực cửa này, khu vực sảnh mặt bên này. Đấy, ngoài ra thì để kết nối vào cái khu vực công trình phụ thì có rất là nhiều những cái cửa trượt ở những cái vị trí. Đây là toàn bộ phần nội thất của công trình. Còn đây thì sẽ là cái phần mặt đứng của công trình nhá. Nhìn phần mặt đứng thì chúng ta có thể thấy được rằng là cái tổng chiều cao của ngôi nhà này tính từ cốt sân này lên khu vực đỉnh mái ở đây thì sẽ là 9,1 m. Trong khi đó thì chiều cao của cái hệ bậc ngũ cấp đi lên là 750 mm. Chiều cao thông thủy của căn nhà là 4,2 m và chiều cao phần mái thì cũng là 4,2 m nha. Với một cái chiều cao nó tương đương nhau từ ngôi nhà chính đến hệ mái thì có thể thấy được rằng là cái chi phí của chúng ta để xây dựng một cái công trình nhà mái Thái ấy, nó cũng sẽ bằng cả một cái công trình nhà 2 tầng đấy quý vị ạ. Tiếp theo từ phần mặt đứng thì chúng ta sẽ sang với phần mặt cắt. Phần mặt cắt thì sẽ cho chúng ta thấy được toàn bộ cái không gian bên trong của một căn nhà mà nó cắt qua, bao gồm là chiều cao phần cửa chính này, cửa phụ, cửa sổ này, những cái hệ cửa này. Rồi là chúng ta sẽ biết được rằng là những cái khu vực nào chúng ta cần phải đổ bê tông. Như ở công trình này thì khi mình nhìn vào đây thì chúng ta thấy được rằng là sẽ đổ đổ ngoài đổ một cái lớp bê tông sàn thì ở bên trên phần mái cũng sẽ đổ một cái lớp bê tông nhá. Đấy. Sau đó thì sẽ lợp cái vỉ kèo và dán ngói lên. Ở đây thì chúng ta sẽ có thêm những cái phần đổ bê tông này, phần cột và phần tường cũng khá là lớn nữa, thì chúng ta sẽ tạo thêm một cái khu vực nhà kho ở phía bên trên, tận dụng ngay ở cái không gian bên trên phần nóc này. Hoặc là chúng ta có thể là tận dụng cái khu vực phần gác mái này đấy, để biến tấu thêm một những cái không gian để sinh hoạt cũng rất là phù hợp nha quý vị. Còn đây là những cái chi tiết của phần mái. Thường thường là trong bộ hồ sơ, đặc biệt là với những cái công trình mà mang đậm phong cách tân cổ điển ấy, thì các kiến trúc sư của chúng tôi thì luôn có những cái chi tiết rất là cụ thể, như phần mái này, chiều cao bao nhiêu này, rồi là từng những cái góc độ, ngay cả cái phào chỉ, kích thước nó như thế nào, chính xác từng mm nha quý vị. Còn đây thì sẽ là cái mặt bậc và cổ bậc của cái khu vực là chi tiết bậc ngũ cấp đấy ạ. Còn đây thì sẽ là phào mái điển hình này. Còn về phần lan can, cái phần lan can ở phía trước công trình ấy, thì nó có những con tiện bê tông được sơn trắng ấy, cũng được bóc tách khá đầy đủ. Rồi thậm chí ngay cả những chi tiết đầu cột này, những cái họa tiết hoa văn này, nhìn nó rất là tinh tế. Còn đây là những cái phào cửa sổ. Cửa sổ thôi cũng mà được trang trí cũng vô cùng đẹp nha. Phào cửa sổ, phào cửa đi, rồi phào cửa chính. Rồi tiếp theo là những cái chi tiết về khu vực nhà vệ sinh, bóc tách rất là cẩn thận. Rồi mặt bằng định vị cửa. Và riêng ở cái công trình này chúng ta sử dụng bằng cửa là gỗ lim Nam Phi, kính an toàn là 8.38 và kích thước ở đây thì sẽ là 2m7 x 2m7 nhé. Cái kích thước này thì nó sẽ hoàn toàn phù hợp với lại kích thước ở trong lỗ ban, nên là nó sẽ mang đến những nhiều rất là nhiều cái cung về tài lộc và mang ra chủ nhiều cái sự may mắn. Đấy, còn toàn bộ phần cửa sổ, cửa phụ, cửa đi thì sẽ được sử dụng bằng chất liệu đó chính là kính cường lực thông thường nha quý vị, hầu như là rất nhiều kính ạ. Sang đến phần mặt bằng lát sàn thì chúng ta sẽ thấy được rằng ở bên này ký hiệu rất là nhiều nhá. Và mỗi một cái ký hiệu ấy, từ số 1, số 2, 3, 4 vân vân thì sẽ tượng trưng cho những cái loại vật liệu là những loại gạch khác nhau. Và không phải cái không gian nào chúng ta cũng đều sử dụng chung một loại gạch, mà tùy vào từng cái không gian nhá. Ví dụ như là cái khu vực của phòng khách này, phòng bếp này thì sẽ được sử dụng bằng chất liệu là gạch granite vân màu sáng. Còn riêng cái khu vực cái không gian của nhà vệ sinh ấy, thì chúng tôi ở đây thì chúng tôi sẽ ốp cái đá granite màu tối, nó sẽ có cái tác dụng là chống trơn trượt vô cùng tốt. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau sang phần hồ sơ kết cấu công trình nhé.
Khi mà nhắc về cái khái niệm một kết cấu này, thực sự thì cũng có khá là nhiều người, người ta cũng không có nhiều cái chuyên môn ấy để mà đọc được kết cấu. Vậy thì cho nên là tôi sẽ đưa cho quý vị là ba cái yếu tố mà quý vị nhớ là nên lưu ý để xem cái bản hồ sơ kết cấu này. Đầu tiên thì đó chính là phải phần móng này. Móng thì sẽ bao gồm móng gì này, móng cọc, móng đơn này, móng bè này, móng cốc này, vân vân. Và cái thứ hai thì đó chính là cái phần thân. Phần thân thì chúng ta sẽ sử dụng là như là tường chịu lực này, hay là dầm chịu lực, hay là cái cột chịu lực. Rồi cái tiếp theo, cái thứ ba đó chính là phần mái. Phần mái thì chúng ta sẽ phải quan tâm rằng là cái mái này có đổ bê tông hay không này, hoặc là chỉ đổ bê tông một cái lớp sàn ở phía dưới rồi là lập cái vỉ còi, vỉ kéo lên trên, hoặc là chúng ta có thể là đổ bê tông toàn phần. Và ở công trình này thì khi mà nói đến phần móng thì sẽ được sử dụng là móng đơn bê tông cốt thép. Vừa nãy khi mà quý vị nhìn thấy cái thực trạng công trình ấy, thì công trình tọa lạc trên một cái khuôn viên lô đất thì nó là đất liền thổ. Chính vì thế mà nó cái kết cấu của nó khá là cứng chắc. Chính vì thế mà sử dụng móng đơn cho cái công trình tải trọng nhà một tầng như thế này thì nó rất là phù hợp. Về phần thân thì sẽ là hệ khung dầm bê tông cốt thép. Kết cấu sàn gồm các ô bản sàn bê tông cốt thép toàn khối. Và trong cái bộ hồ sơ này của chúng tôi thì cũng còn có rất là nhiều những cái chi tiết. Ví dụ như ở đây, đấy, mặt bằng kết cấu móng này, mặt bằng định vị của cột này, mặt bằng dáng móng, mặt bằng thép sàn nền. Ở đây thì chúng ta sẽ còn có bóc tách khá là nhiều những chi tiết này. Đấy, như là mặt đứng, mặt cắt này, để quý vị có thể là thấy được rằng là từng những cái kích thước một này rất là dễ dàng trong thi công, sử dụng được khoảng tầm là bao nhiêu cây thép này, rồi là bê tông lót dày bao nhiêu này. Rất là đầy đủ trong cái bộ hồ sơ kết cấu này nha quý vị. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có thêm cái phần đó chính là bảng thống kê cốt thép, nhằm định lượng được cái số lượng cốt thép cần sử dụng cho toàn bộ công trình, tránh phát sinh hay là dư thừa số lượng cốt thép gây tốn kém cho chủ đầu tư. Sang đến phần hồ sơ điện nước của công trình, thì ở phần điện nước này thì chúng ta cần phải lưu ý được rằng là ở bên trong hồ sơ là đi đường đi lộ điện như thế nào này, rồi là đường kính bao nhiêu này, và có bao nhiêu công suất. Và khi mà chúng ta nhìn vào trong cái bản hồ sơ điện nước của cái mắc hôm chúng tôi ấy, thì chúng tôi đã đây thể hiện rất là đầy đủ nha. Từng những cái bóng đèn này nó ở cái vị trí nào này, rồi cách đi như thế nào này. Có một cái điều rất là hay là trong cái bộ hồ sơ điện nước của chúng tôi thì quý vị có thể là đo được cái công suất tối đa vận hành các thiết bị trong nhà, như là tủ lạnh này, tivi này, lò vi sóng này, máy giặt vân vân. Và đặc biệt thì cảm thấy được rằng là ở bên trong chúng tôi chia những cái lộ ra theo từng cái những cái khu vực. Chính vì thế nó rất là quan trọng nha, và đó cũng là một cái điều khá đặc biệt. Bởi vì ngày xưa thì khi mà ông cha ta ấy, thì thường là sẽ sử dụng cầu chì hay là cầu dao. Chính vì vậy mà khi mà có một cái sự cố chảy ra ấy, thì nó sẽ sập toàn bộ gần như hết tất cả hệ thống. Nhưng mà ở đây thì với cái thời đại ngày nay ấy, thì chúng tôi đã sử dụng app rồi. Chính vì thế mà ta chia được rất là nhiều này, khu vực phòng ngủ này, phòng bếp này, phòng thờ, phòng khách này. Mỗi một phòng sẽ có những cái át riêng nha. Và khi mà nếu như mà một cái khu vực nào đó có cái sự cố chẳng hạn, thì chúng ta chỉ ngắt cái át ở cái khu vực đấy thôi. Còn những cái không gian khác thì chúng ta vẫn được sử dụng bình thường. Có một cái điều đặc biệt là trong bộ sử dụng nước này thì nó khá là quan trọng, vì nó sẽ quyết định yếu tố sinh hoạt hàng ngày của cả gia đình. Cho nên là trong cái quá trình mà quý vị lựa chọn những cái đơn vị nào để thi công ấy, thì nhớ là sát sao cái phần này nha quý vị. Tại vì mắc hôm của chúng tôi thì hiện tại đang 100% là đi ống ren cứng, sau đó thì rút dây, chứ không có sử dụng ruột gà nha. Như quý vị đã biết thì cái phần ruột gà ngày xưa được sử dụng khá là nhiều. Và cái phần này thì nếu như mà nó có xảy ra một cái vấn đề gì đó chẳng hạn, thì nó sẽ chập và gây ảnh hưởng toàn bộ cái mạch điện ngầm lên trong căn nhà. Cho nên là chúng tôi sẽ, mặc dù có thể là nó tiết kiệm được cái mức chi phí khi sử dụng ruột gà đấy, nhưng mà chúng tôi không nha, vẫn làm sao để đảm bảo an toàn của khách hàng là trên hết. Cuối cùng thì sẽ là cái phần dự toán của công trình. Thì khi mà nhìn phần dự toán thì chúng ta có thể thấy được rằng là toàn bộ những cái vật liệu bên trong, ví dụ như là sử dụng là thép loại gì này, sắt loại gì này, bê tông loại gì này, gạch loại gì, tất cả của chúng tôi thì rất là công khai và minh bạch, từ đơn vị, khối lượng, đơn giá, vật liệu thành tiền, để quý vị có thể nắm được toàn bộ cái kinh phí mà mình cần đầu tư, theo dõi được tiến độ thi công cụ thể, phân tích được chủng loại khối lượng các hạng mục để tránh phát sinh chi phí.
Quý vị thân mến, vậy là vừa rồi thì tôi đã giới thiệu với quý vị toàn bộ công trình của gia đình nhà anh Trường có địa chỉ tại Sông Lô, Vĩnh Phúc. Và đây là một mẫu công trình nhà mái Thái thiết kế theo phong cách tân cổ điển. Và nếu như mà quý vị nào đã yêu thích cái thiết kế của Mark Home hoặc muốn Mark Home của chúng tôi thiết kế và thi công trọn gói cho ngôi nhà của mình, có thể liên hệ ngay từ các số hotline để nhận tư vấn sớm nhất. Còn bây giờ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.